여러분 안녕하세요. 반갑습니다. Xin chào các bạn. Hôm nay mình rất vui được gặp lại các bạn. Không biết trong thời gian qua các bạn đã thuộc lòng những cái từ vựng cũng như cái phần ngữ pháp mà chúng ta đã cùng nhau học chưa? 여러분, 그동안 여러분 배우셨던 단어 그리고 문법을 좀 외우셨나요? Và mình mong rằng hôm nay mình cùng với các bạn sẽ đi tìm hiểu một cái bài mới liên quan đến phần bưu điện. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem khi đi bưu điện ở Hàn Quốc và bưu điện ở Việt Nam, khi chúng ta gửi những cái bưu kiện, bưu phẩm hay thư từ về cho gia đình, bạn bè, thì chúng ta xem thử có cái gì khác nhau, cái cách gửi giữa Việt Nam và Hàn Quốc hay không. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu cái nội dung của bài. Và nếu có sự khác nhau thì chúng ta cũng sẽ tìm xem thử có cái gì đó khác nhau. 여러분, 그 차이점을 있으면 같이 알아볼 겁니다. 왕, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái bài mới với chủ đề 베트남으로 소포를 보내고 싶어요. 베트남으로 소포를 보내고 싶어요. Muốn gửi bưu kiện đi Việt Nam, muốn gửi bưu phẩm đi Việt Nam. Đó là cái chủ đề mà chúng ta sẽ học trong bài hôm nay. Mà trước khi đi vào nội dung chi tiết của bài, mời các bạn nghe rõ bài hội thoại. 여러분, 잘 들어보세요. 어서 오십시오. 어디로 보내실 겁니까? 네, 베트남으로 소포를 보내고 싶어요. 여기에 올려놓으십시오. 안에 뭐가 들었습니까? 옷하고 화장품이요. 혹시 깨지는 물건은 없습니까? 네, 없습니다. 5,900원입니다. 여기요. 그런데 베트남까지 얼마나 걸려요? 일주일쯤 걸립니다. 알겠습니다. 여러분, 잘 들어보셨죠? 지금 저와 함께 단어를 같이 알아볼까요? Hôm nay mình chỉ giới thiệu đến các bạn hai cái từ mới liên quan trong nội dung của bài học hôm nay, đó là sopo. Sopo có nghĩa là bưu kiện, bưu phẩm, và hoa trang phung. Hoa trang phung có nghĩa là mỹ phẩm, đồ mỹ phẩm. Và chỉ có hai từ vựng như thế thôi. Bây giờ mời các bạn nghe từ vựng. 단어를 잘 들어보세요. 소포, 화장품. Bây giờ mình cùng với các bạn đi tìm hiểu nội dung chi tiết của bài hội thoại hôm nay. Đây là cuộc đối thoại giữa nhân viên bưu điện và Mai. Mai đi gửi, đi bưu điện để gửi bưu phẩm và bưu kiện về Việt Nam. Vậy thì bây giờ chúng ta đi tìm hiểu nội dung giữa cuộc đối thoại của hai người. Trước hết, nhân viên bưu điện nói gì với Mai? 어서 오십시오. 어서 오십시오. 어디로 보내실 겁니까? 어디로 보내실 겁니까? Các bạn biết rằng 어서 오십시오, mời vào. Khi muốn mời ai vào, mời vào nhà hay mời vào đi, chúng ta đi cửa hàng, đi nhà hàng thì người ta mới mời vào thì nói là 어서 오십시오. Và 어디로 보내실 겁니까? Bạn sẽ muốn gửi đi đâu? 어디로 보내실 겁니까? Đây là một cái từ trang trọng. 보내다, gửi. Vậy thì bạn muốn gửi đi đâu? Đó. Nhân viên bưu điện mới hỏi như thế. Mai nói thế nào? 네. 베트남으로 소포를 보내고 싶어요. 네, 베트남으로 소포를 보내고 싶어요. Vâng, vâng, tôi muốn gửi cái bưu phẩm này, bưu kiện này đến Việt Nam, đi Việt Nam, 베트남으로. Và khi bạn muốn gửi đi đến nước nào thì chúng ta cứ nói là cái đất nước đấy và dùng cái từ 으로, 베트남으로 소포를 보내고 싶어요. Và nhân viên mới nói gì? Nhân viên mới nói rằng 여기에 올려놓으세요.
여기에 올려 놓으십시오. 여기에 올려 놓으십시오. 아, lên đây, mời bạn, mà xin quý vị, xin bạn, để lên đây, để lên đây, để lên đây, lên đâu. Yeah, chúng ta sẽ đi đến bưu điện sẽ có cái chỗ và người ta chỉ ở đây. Thì mời các bạn, mời bạn, để lên đây, 여기에 올려 놓으십시오. 안에 뭐가 들어있어요? 안에 뭐가 들어있습니까? 안에 뭐가 들어있습니까? 안에 có nghĩa là trong đó có cái gì? À, là ở trong đấy có cái gì? Trong cái bưu kiện, bưu phẩm chúng ta gửi thì các bạn để cái gì ở trong đấy? 뭐가 들어있습니까? Thì Mai mới trả lời rằng 옷하고 화장품이요. 옷하고 화장품이요. Có nghĩa là áo quần, quần áo và đồ mỹ phẩm. 화장품이요. À, đồ mỹ phẩm. Chị trả lời thế. Và người nhân viên bưu điểm mới hỏi như thế nào? 혹시 깨지는 물건은 없습니까? 혹시 혹시 깨지는 물건이 물건은 없습니까? À, liệu liệu 혹시 có nghĩa là liệu. Vậy thì liệu có cái đồ gì dễ vỡ không? 깨지는 물건. 깨지는 물건 có nghĩa là có cái gì, có cái hàng gì, cái đồ gì dễ vỡ không? 깨지는 물건은 없습니까? Có nghĩa là không, chắc là không có cái đồ dễ vỡ phải không? Ừ. Thì Mai mới nói rằng 네, 없습니다. 네, 없습니다. Vâng, không có. À, vâng, không có. 없습니다. Và người nhân viên bưu điện mới nói cái giá mà chúng ta gửi đi đó là 5,900원입니다. 5,900원입니다. Có nghĩa là 5,900원. À, tất cả cái giá là như thế. Thì Mai mới nói rằng là 여기요. Thì trong tiếng Việt chúng ta nói là à, xin gửi tiền ạ, xin gửi tiền ạ, hay là đây, xin gửi đây ạ. Thì trong tiếng Hàn gọi là 여기요, 여기요. 그런데, 그런데 베트남까지 얼마나 걸려요? 그런데 베트남까지 얼마나 걸려요? 아, nhưng mà đến Việt Nam thì mất bao lâu, mất bao lâu? Các bạn biết rằng đến Việt Nam chúng ta là từ đâu đến đâu, đến Việt Nam thì 베트남까지 얼마나 걸려요? Có nghĩa là thời gian mất bao lâu? 얼마나 걸립니까? 걸려요. Có nghĩa là thời gian sẽ mất bao lâu? Thì người nhân viên mới nói rằng 일주일쯤 걸립니다. 일주일쯤 걸립니다. Có nghĩa là à, mất khoảng một tuần. Cái từ 쯤 đó có nghĩa là khoảng, đồ chừng, đồ khoảng. Mất khoảng một tuần. Và Mai nói 알겠습니다. Dạ vâng, dạ biết rồi. 알겠습니다. Là khi mình nghe người nhân viên nói cái câu đấy thì chúng ta biết dạ vâng, cảm ơn ạ, dạ biết rồi. Thì cái câu này người Hàn cũng thường sử dụng 알겠습니다. Hay là người lớn dặn chúng ta cái gì đấy thì chúng ta cũng nói lại cái từ 알겠습니다. Và người nhân khi chúng ta cái từ này người ta thường sử dụng trong cái sự một cái cách trả lời một có một cái gì đấy trân trọng và lễ phép thì là 알겠습니다. Và bây giờ các bạn đã hiểu những cái gì trong nội dung của bài học mà mình giảng cho các bạn. Thì bây giờ mời các bạn nghe lại một lần nữa. Và bây giờ các bạn cố gắng nghe xong, các bạn có thể tập đọc theo. 여러분, 한번 잘 듣고 따라해 보세요. 어서 오십시오. 어디로 보내실 겁니까? 네. 베트남으로 소포를 보내고 싶어요. 여기에 올려놓으십시오. 안에 뭐가 들었습니까? 옷하고 화장품이요. 혹시 깨지는 물건은 없습니까? 네, 없습니다. 5,900원입니다. 여기요. 그런데 베트남까지 얼마나 걸려요? 일주일쯤 걸립니다. 알겠습니다. 여러분, 잘 들어보셨죠? 아, 지금 저와 우체국에 관련된 단어들을 같이 알아볼까요? 아, bây giờ các bạn và mình sẽ cùng đi tìm hiểu
những cái từ liên quan khi chúng ta đến bưu điện để gửi thư hay gửi quà bưu phẩm đi nước ngoài. Các bạn biết rằng cái từ thứ nhất đó là gì? Đó là upyo. Trong khi mà chúng ta gửi thư á, chúng ta phải cần cái gì các bạn? Upyo đó là tên, cái tên thư dán ở trong cái phong bì. Và cái từ thứ hai đó là cái gì? Khi chúng ta gửi thư, chúng ta phải cần có phong bì để thư, phải không ạ? Đó là kanji bontu. Kanji bontu. Thì chúng ta lấy cái phong bì đấy, chúng ta bỏ thư vào. Và trong ở cái phong bì đấy có cái gì? Ở phía trên có ghi là Ponenin saram là người gửi. Và ở dưới phong bì thì có là Panenin saram, có nghĩa là người nhận. Thì dưới người gửi và người nhận đấy thì chúng ta phải ghi địa chỉ. Địa chỉ. Thì ghi địa chỉ xong rồi là có một cái điều mà các bạn phải ghi trong khoảng 6 số phía người gửi cũng như người nhận, đó là upen bono. Upen bono có nghĩa là gì các bạn ạ? Đó là cái số mà người ta quy định ở trong một cái phường hay là xã đấy đều có cái số upen bono, đều có cái số thư như thế để mà người ta có thể dễ phân loại phường nào hay là xã nào, huyện nào. Cho nên bất cứ phong bì nào khi chúng ta gửi thư thì ở đây đều có cái số upen bono cả. Đó là gọi là số phường, xã, người ta quy định như thế. Và đặc biệt cái điều này thì ở Việt Nam chúng ta không có cái upen bono, nhưng mà ở Hàn Quốc có upen bono. Và hôm nay đó là những cái từ liên quan mình vừa giải thích cho các bạn khi chúng ta đi bưu điện để gửi quà hay gửi thư đi nước ngoài. Và tiếp theo, hôm nay mình sẽ giải thích cùng với các bạn đi tìm hiểu những câu cần ghi nhớ. Những câu cần ghi nhớ. Và các bạn biết rằng các bạn đã học trong cái bài học á, là chúng ta đã học cái từ, cái câu 얼마나 걸려요. 얼마나 걸려요 có nghĩa là khi chúng ta hỏi rằng mất khoảng bao nhiêu thời gian, khoảng bao lâu đấy. Thì trong cái câu thứ nhất á, chúng ta sẽ nói rằng 시간이 너무 걸려요. Câu thứ nhất chúng ta sẽ học đó là 시간이 너무 걸려요. Liên quan đến cái từ về mất thời gian. Cái trên, cái trong cái bài hội thoại thì chúng ta chỉ hỏi đến là thời gian mất bao lâu. Nhưng mà bài hôm nay, cái câu mà các bạn cần ghi nhớ là 시간이 너무 걸려요. Thời gian, mất thời gian lâu quá. Chúng ta làm cái gì đấy là, các bạn chỉ cần nấu cơm không mà, mất thời gian lâu quá. Gửi cái thư đi nước ngoài mà, mất thời gian lâu quá. 시간이 너무 걸려요. 시간이 너무 걸려요. Đó là 시간이 너무 걸려요. Mất thời gian lâu quá. Và cái câu thứ hai, chúng ta nói rằng 죄송합니다. 죄송합니다. Với là một cái từ nữa, đó là 미안합니다. Khác nhau như thế nào? Cứ chay cho 뭐 있을까요? Thực ra không có cái điểm khác nhau gì cả. Nhưng mà cái 죄송합니다 thì là chúng ta dùng với những người lớn, chúng ta có ý trân trọng lịch sự hơn, thì cái câu này dùng thì hay hơn cái từ là 미안합니다. Mặc dù từ 미안합니다 cũng không phải là cái từ bình thường gì lắm, nhưng mà đối với người lớn thì chúng ta nên dùng cái từ 죄송합니다. Thì có vẻ nghe có gì đấy lịch sự hơn, trân trọng hơn là 죄송합니다. Thì chúng ta dùng cái từ đấy nhiều hơn. Và một cái câu cuối cùng đó là 별 말씀요. 별 말씀요. 별 말씀요 có nghĩa là gì? Đó là ôi không có gì đâu, chẳng có gì đâu, không sao đâu. Cái câu nói mà giống như người ta nói cái gì xin lỗi hay là gì đấy thì chúng ta nói 별 말씀요, không có gì đâu. Đó là cái từ mình, những cái từ mà chúng ta có thể sử dụng trong cái đời sống hàng ngày, trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày sẽ hữu ích cho các bạn. Và bây giờ các bạn sẽ cùng mình tập đọc theo và các bạn cố gắng đọc rõ. 잘 따라해 보세요. 시간이 너무 걸려요. 시간이 너무 걸려요. 죄송합니다. 죄송합니다. 미안합니다. 미안합니다. 별 말씀요. 별 말씀요. Vâng.
Đến đây thì các bạn đã cùng với mình đi tìm hiểu những cái phần, những cái câu ghi nhớ như thế. Và các bạn cố gắng nhớ để sử dụng trong mọi hoàn cảnh mà thích hợp với những cái câu mình vừa học. Và bây giờ hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái phần ngôn bọc, o bọc có nghĩa là phần ngữ pháp. Ngữ pháp hôm nay mình sẽ giới thiệu đầu tiên đến các bạn là gì? Đó là cái động từ cộng với là nếu ư hoặc là real, vậy là communica, hay là cái động từ cộng với ư hay là real đó. Coeo có nghĩa là chúng ta diễn tả một cái thì tương lai, nếu trong các có rất nhiều động từ chúng ta có thể sử dụng hai cách như thế. Thì bây giờ các bạn và mình đi tìm hiểu cái ví dụ thứ nhất đó là gì. 내일 학교에 갈 겁니까? 내일 학교에 갈 겁니까? À, ngày mai có đi học không? Mình có thể sử dụng là 니까 cũng được, nhưng mà mình có thể sử dụng cái từ là 내일 학교에 갈 거예요. Cả hai đều được ạ. 내일 학교에 갈 거예요? 내일 학교에 갈 겁니까? 내일 학교에 갈 거예요. Thực sự không khác gì nhau, đó là diễn tả thì tương lai, cả hai cách như thế. Và khi trả lời thì như thế nào? 네, 학교에 갈 겁니다. 네, 학교에 갈 겁니다. Vâng, sẽ đi học ạ. Vâng, sẽ đi học ạ. Và khi mà chúng ta hỏi về 갈 거예요 thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào? 네, 학교에 갈 거예요. 네, 학교에 갈 거예요. Thực sự cái từ này, cái câu này 갈 거예요, 갈 거예요 thì không khác gì, chỉ khác là khi chúng ta câu hỏi thì chúng ta lên giọng ở cuối câu và trả lời thì chúng ta xuống giọng ở cuối câu. Đó là cái sự khác biệt nhau, chứ không có khác nhau như cái phần 겁니까, 겁니다. Và cái câu thứ hai là gì? 언제 읽을 겁니까? 언제 읽을 겁니까? Sẽ đọc, khi nào sẽ đọc đấy? Khi nào sẽ đọc? 언제 읽을 거예요? 언제 읽을 거예요? Sẽ đọc khi nào? Khi nào sẽ đọc? Giống nhau thì chúng ta trả lời là 이따 읽을 겁니다. 이따 읽을 겁니다. Chút xíu nữa sẽ đọc, lát nữa thì cái từ 이따 읽을 겁니다, lát nữa sẽ đọc. Và cái câu trả lời tương tự là 이따 읽을 거예요. 이따 읽을 거예요. Chút xíu nữa sẽ đọc. Và cái ví dụ thứ ba trong cái phần ngữ pháp này đó là gì? 밥을 먹을 겁니까? 밥을 먹을 겁니까? Sẽ ăn cơm phải không? Bạn sẽ ăn cơm không? 밥을 먹을 거예요? Cũng giống nhau thôi. Sẽ ăn cơm hả? Thì trả lời là 아니요. 아니요. 빵을 먹을 겁니다. 빵을 먹을 겁니다. Không. Sẽ ăn bánh mì. 빵을 먹을 겁니다. Sẽ ăn bánh mì. Hoặc là chúng ta trả lời cái phần tiếp. 아니요. 빵을 먹을 거예요. 아니요. 빵을 먹을 거예요. Không. Mình sẽ ăn bánh mì. Thì hai cái câu trả lời đó, hai cái phần trả lời ngữ pháp đấy tương tự như nhau các bạn, chỉ cần một trong hai cách như thế. Và cái phần ngữ pháp thứ hai mình sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn đó là gì? Đó là cái từ 으십시오 hay là 세요, phải không? Cả hai đều biểu hiện cái sự trân trọng, nhưng mà cái từ 으십시오 đấy, nếu mà có đuôi hay không có đuôi thì 으십시오 đấy thì có cái gì đấy trân trọng hơn, có ý trân trọng hơn. Chúng ta đi tìm hiểu cái câu thứ nhất đó là gì? 먼저 식사하십시오. 먼저 식사하십시오. Khi chúng ta mời có khách đến hay là mời người lớn trong nhà, bố mẹ hay ông bà, 먼저 식사하십시오. Mời ăn trước đi ạ. Mời ăn trước đi ạ. Mời dùng trước đi ạ. Hay là 먼저 식사하세요. 먼저 식사하세요. Thực sự không phải là không trân trọng, nhưng mà có một cái gì đó, tất cả đều là trân trọng, nhưng mà 으십시오 có một cái gì đấy hơi khác thường, hơi trân trọng hơn một chút. Và cái câu số 2 là gì? 이 물건을 잘 보관하십시오. 이 물건은 이 물건을 잘 보관하십시오. Cái bảo quản cái đồ này, cố gắng bảo quản cái đồ này tốt. Hay là 이 물건을 잘 보관하세요. 이 물건을 잘 보관하세요. 이 물건을 잘 보관하세요. Vâng, cố gắng giữ bảo quản cái từ cái đồ này tốt, cẩn thận. Thì các bạn biết rằng cái từ bảo quản này là từ Hán Hàn, thì từ tiếng Việt chúng ta cũng là bảo quản, 보관. 잘 보관하십시오.
잘 보관하세요. 반. Và một cái câu, cái phần, cái câu ví dụ trong phần ngữ pháp này nữa, đó là gì? 여기에 이름을 쓰십시오. 여기에 이름을 쓰십시오. 아, xin mời, viết tên ở đây. 여기에 이름을 쓰십시오. Hay là 여기에 이름을 쓰세요. 아, xin mời bạn viết tên vào đây, viết tên vào đây. 쓰십시오, 쓰세요. Giống nhau ạ. Có thể, chúng ta có thể sử dụng một trong hai cách đấy, không sao cả. Mình vừa giới thiệu đến các bạn các phần ngữ pháp liên quan đến bài học hôm nay. Thì mình biết rằng cái bài học hôm nay mình vừa giới thiệu đến các bạn chỉ hai phần ngữ pháp đấy thôi. Mong rằng các bạn có thể sử dụng để học thuộc lòng cũng như là thực tập nó thường xuyên hơn. Và các bạn đã hiểu rõ cái cách mà khi nào mình sử dụng cái phần ngữ pháp đó chưa ạ? 여러분, 잘 이해하셨죠? Vậy thì cái phần ngữ pháp đó các bạn cố gắng thực tập nhiều hơn nữa. Mình mong là như thế, các bạn có thể để sử dụng một cách thành thạo hơn cái phần ngữ pháp mà mình vừa học. Các bạn biết rằng hôm nay chúng ta vừa học cái phần gửi bưu phẩm, bưu kiện đi Việt Nam như thế. Thì đến bưu điện như thế, chúng ta không những chỉ liên quan đến những cái bưu kiện, bưu phẩm mà còn có những cái thư từ liên quan đến cái bài học mà hôm nay. Thì trước khi đi tìm hiểu nội dung chi tiết của bài học, mời các bạn nghe đọc cái bài đọc hiểu một lần. Các bạn cố gắng nghe rõ. 여러분 잘 들어보세요. 일주일 전에 어머니에게서 편지가 왔습니다. 어머니께서는 편지를 자주 하십니다. 그래서 부모님과 가족의 안부를 잘 알 수 있습니다. 편지를 받으면 빨리 답장을 씁니다. 한국의 날씨와 한국 생활을 얘기합니다. 그런데 나는 요즘 너무 바빴습니다. 그래서 아직 답장을 보내지 못했습니다. 내일은 꼭 어머니께 편지를 쓸 겁니다. Bây giờ mình sẽ giải thích cái phần nội dung của bài đọc hiểu. Các bạn biết rằng 일주일 전에 어머니에게서 편지가 왔습니다. 일주일 전에, trước, một tuần trước, thì là thư của mẹ gửi đến. 어머니께서 편지가 왔습니다. 아, thư mẹ gửi đến. Vậy thì 어머니께서는 편지를 자주 하십니다. Thì mẹ mình thì viết thư thường xuyên. Đây là 편지를 자주 하십니다. Thường xuyên. Vì vậy, 그래서 부모님과 가족의 안부를 잘 알 수 있습니다. 그래서, do đó mới biết được là, biết được gì? 부모님과 가족, có nghĩa là gia đình và bố mẹ như thế nào, có thể biết rõ được tình hình sức khỏe của 안부를 잘 알 수 있습니다. Của bố mẹ. 편지를 받으면 빨리 답장을 씁니다. 편지를 받으면, nếu mà nhận thư thì chúng tôi hồi âm nhanh, 빨리 nhanh, 답장을 씁니다 thì viết hồi âm nhanh. 한국의 날씨와 한국 생활을 얘기합니다. Nói gì? Chúng ta nói về đời sinh hoạt của Hàn Quốc và thời tiết của Hàn Quốc, có nghĩa là nói về thời tiết và sinh hoạt của Hàn Quốc. Chúng ta kể trong thư là như thế. 그런데, nhưng mà, 나는 요즘 너무 바빴습니다. 요즘 너무 바빴습니다. Nhưng mà, tôi thì dạo này quá bận. 그래서, do đó, 아직 답장을 보내지 못했습니다. Do đó, thì chưa có gửi hồi âm được, chưa. Gửi hồi âm được, 못했습니다, chưa gửi. 내일은 꼭 어머니께 편지를 쓸 겁니다. 내일은, ngày mai, nhất định, 어머니께 gửi cho mẹ, 편지를 쓸 겁니다, sẽ viết thư, gửi cho mẹ, nhất quyết vậy như thế. Đấy là cái nội dung mình vừa giới thiệu đến các bạn. Và bây giờ, mình cùng với các bạn đi tìm hiểu những câu hỏi. 제가 금방 내용을 설명했고요. 지금 질문은 같이 알아볼까요?
Câu hỏi thứ nhất là gì? 어머니의 편지를 읽으면 무엇을 알 수 있습니까? 아, nếu mà đọc thư của mẹ thì sẽ biết được cái gì ạ? 무엇을 알 수 있습니까? Các bạn biết rồi, trong cái phần đọc thì chúng ta biết được cái gì ạ? Phần đọc hiện đó là 부모님과 가족의 안부를 알 수 있습니다. À, vâng, sẽ biết được cái tình hình sức khỏe của gia đình và bố mẹ. À, chúng ta dịch ngược như thế, và bố mẹ. Thì câu hỏi thứ hai là gì? 답장에 무엇을 씁니까? À, sẽ viết hồi âm cái gì ạ? Viết hồi âm cái gì? 무엇을. Các bạn biết rồi, chúng ta sẽ nói về cái gì? Có phải trong nội dung bài học đó là 한국의 날씨와 한국의 생활. Phải không ạ? Có phải là sẽ nói về cái sinh hoạt, đời sống sinh hoạt Hàn Quốc và thời tiết của Hàn Quốc. Và tiếp theo câu thứ ba đó là gì? 왜 답장을 보내지 못했습니까? Các bạn biết rằng tại sao trong nội dung bài học chúng ta đã học chưa ạ? Tại sao không có gửi được hồi âm ạ? Tại sao như thế? Có phải là do bần không các bạn? Đúng rồi, đó là 너무 바빴습니다. Vì quá bận, 너무 quá rất là bận, 너무 바빴습니다. Và cái câu cuối cùng là gì ạ? 언제 답장을 쓸 겁니까? 언제 답장을 쓸 겁니까? 쓸 겁니까? Có nghĩa là khi nào sẽ viết gì? Viết hồi âm. Các bạn biết rồi, cái câu cuối cùng chúng ta vừa học đấy là trong bài đọc là gì ạ? Đó là ngày mai, phải không ạ? 내일 쓸 겁니다. 내일 쓸 겁니다. Ngày mai sẽ viết thư ạ. Ngày mai sẽ viết thư. 내일 쓸 겁니다. Mình vừa giới thiệu đến những cái gì liên quan chúng ta học bài học hôm nay. Và sau khi học bài học hôm nay xong rồi, cũng như học cái phần ngữ pháp xong rồi, các bạn sẽ làm gì? 여러분, 연습할 겁니까? 열심히 하십시오. 열심히 하세요. Vâng, mình mong rằng các bạn sẽ cố gắng liên tục, chăm chỉ, như học chăm chỉ, và để các bạn có thể phát triển hơn tiếng Hàn. Hôm nay để đến giờ mà chúng ta phải chia tay, mình hẹn gặp lại các bạn vào giờ sau. Mong các bạn giữ gìn sức khỏe. 여러분, 또 만나요. 안녕히 계세요.